vua gà coi nói lời chấn động về vợ cũ sau khi cưới Hà Thành Xuân hé lộ mối quan hệ anh em nuôi. Mới đây, lễ cưới của ca sĩ hải ngoại Hà Thành Xuân và ông vua cá coi Thắng Ngô đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Bên cạnh nhiều lời chúc phúc, cặp đôi nhận về rất nhiều bình luận tiêu cực vì khoảng cách 13 tuổi. Đặc biệt, thông tin đại gia Thắng Ngô đã từng xuất hiện cùng vợ cũ cách đây 2 năm tại chương trình Siêu Trí Tuệ gây xôn xao. Cụ thể, Thắng Ngô chia sẻ: "Mình đến với bà xã lúc không có đồng nào, khi bước vào cá coi thì mình đang âm, cũng rất may mắn bà xã luôn đồng cam cộng khổ. Trước khi chơi môn này, tiền thì thiếu, nợ nần tùm lum nhưng mà vẫn cứ vung tiền. Nếu bà xã mình không vượt qua được thì đã không đứng ở đây." Đại gia Thắng Ngô cảm kích vì sự hy sinh của vợ mình. Được biết, chị Thanh Đào, vợ cũ của vua cá coi, đã ở bên cạnh anh trong 10 năm. Thấu hiểu được niềm đam mê cá coi của chồng, vì vậy chị đã toàn tâm toàn ý hỗ trợ. Những lúc kinh doanh rơi vào bế tắc, chị vẫn chấp nhận để cho chồng đầu tư hàng tỷ đồng về thú vui xa xỉ này. Từ đôi bàn tay trắng, hiện tại Thắng Ngô đã sở hữu trang trại cá coi thuộc top đầu trên thế giới. Hai người đã có với nhau cô con gái xinh xắn học giỏi. Thanh Đào tâm sự: "Chồng tôi xấu vô cùng, không bao giờ cầm được cái ly, cái ống hút, không bao giờ có. Mình buồn, mình cảm, mình thui thủi một mình nhưng lại thấy anh ấy thui thủi bên hồ cá nói chuyện, hôn cá. Mình nói hình như cả tuần nay anh không hề quan tâm rằng em đang rất khó chịu trong người. Với mình, người phụ nữ hay người đàn ông khi gắn kết với nhau, mình phải chịu trách nhiệm cái chuyện mà mình lựa chọn. Bản thân mình may mắn lựa chọn tình yêu, mình đã yêu thì không có gì là không vượt qua được." Vợ cũ của vua cá coi xúc động nói trong 2 năm trước đây. Tuy vậy, chỉ sau 2 năm, vua cá coi đã vội vã ly hôn, vội vã kết hôn với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân khiến cho nhiều người bất bình. Người ta còn soi ra hình ảnh vào tháng 6 năm 2020, Hà Thanh Xuân đã tới thăm trang trại cá coi của vị đại gia này, với lời nhắn thăm nhà người anh. Khác hẳn những gì ông vua cá coi tâm sự khiến cho nhiều người đặt ra nghi vấn, nữ ca sĩ liệu rằng có phải là người thứ ba trong mối quan hệ này, mối quan hệ anh em nuôi. Thắng Ngô xác nhận được người quen giới thiệu Hà Thanh Xuân cuối tháng 4 năm 2021. Tuy vậy, tại sao vào năm 2020, Hà Thanh Xuân lại đến thăm bể cá coi của vị đại gia này? Thắng Ngô nói, thời điểm quen biết Hà Thanh Xuân cũng là khi anh và vợ cũ hoàn toàn thống nhất việc ly hôn, nên không hề có chuyện nữ ca sĩ chen ngang như lời đồn. Tháng 3 năm 2012, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô chính thức gặp mặt nhau sau 1 năm trò chuyện. Theo như nam doanh nhân, hai người làm quen bằng con người thật, nên khi gặp hoàn toàn không có gì là vỡ mộng. Từ đây họ xác định yêu nhau. Mọi người thường đánh giá một mối quan hệ bằng cách đong đếm thời gian quen nhau, tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi rất khó cười nhưng chỉ vài tháng quen biết Xuân, thời gian tôi cười bằng cả một đời mình cộng lại. Thường hút 2 đến 3 gói thuốc lá một ngày, Thắng Ngô đã không đụng đến điếu thuốc nào từ khi gặp Hà Thanh Xuân cho đến nay. Thắng Ngô nhấn mạnh tình yêu với Hà Thanh Xuân không vì vật chất. Nếu vì tiền chắc chắn Xuân không chọn tôi vì có rất nhiều đại gia theo đuổi cô ấy. Tôi không hoàn hảo, cô ấy cũng vậy và chúng tôi yêu nhau. Thắng Ngô sinh năm 1975 là doanh nhân, anh được mệnh danh là vua cá coi Việt Nam, được biết đến rộng rãi qua màn trình diễn hơn 8 tỷ đồng tại chương trình Siêu Trí Tuệ tháng 11 năm 2019. Còn Hà Thanh Xuân sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, cô từng đạt giải tư tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2005, là ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc Bolero, song ca ăn ý cùng với Quang Lê, Quốc Khanh, Đan Nguyên. Cô đã từng vướng vào tin đồn hẹn hò với Quang Lê vì diễn cặp quá ăn ý trên sân khấu. Từ năm 2010, Hà Thanh Xuân đã chính thức định cư và bắt đầu sự nghiệp tại hải ngoại. Trước khi về Việt Nam, cô sống ở Mỹ cùng với ba mẹ và em trai trong căn biệt thự do chính tay cô mua được bằng tiền đi hát của mình. Chia sẻ với báo chí, Hà Thanh Xuân không ngại về việc đại gia cá coi đã từng kết hôn, thậm chí con gái riêng của Thắng Ngô cũng rất yêu mến cô ở ngoài đời. "Anh chia sẻ với tôi về quá khứ của mình, với tôi điều đó rất bình thường. Tôi đã làm quen tiếp xúc với con gái riêng của vị hôn phu và được cô bé rất quý mến." Hà Thanh Xuân nói thêm, "Tôi tự lập từ bé nên không bị áp lực khi kết hôn với doanh nhân." Lễ cưới của hai người được trang trí sang trọng, lãng mạn với hoa tươi, hệ thống đèn lung linh. Khi được chú rể đỡ tay lên sân khấu, cô dâu Hà Thanh Xuân đã rơi lệ vì hạnh phúc, còn chú rể Thắng Ngô không giấu được cảm xúc rưng rưng lệ. Thắng Ngô thừa nhận chưa từng nghĩ đến việc yêu người trong showbiz, tuy nhiên khi gặp Hà Thanh Xuân, anh cảm thấy rất tin tưởng. Đáp lại, Hà Thanh Xuân bày tỏ niềm vui khi được chồng ủng hộ theo con đường nghệ thuật. "Anh Thắng cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi khi tôi đứng trên sân khấu. Đó là niềm đam mê lớn tôi không thể nào từ bỏ. Sau này, tôi sẽ cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp," cô nói. Cách biệt 13 tuổi, Hà Thanh Xuân không cảm thấy khoảng cách nào khi ở bên Thắng Ngô. Cô nói, vị hôn phu còn tin hơn cả mình. "Khi đi chơi, anh ấy luôn là người lấy điện thoại chụp hình selfie thay vì tôi. Chụp được ảnh đẹp, chúng tôi tranh nhau chọn câu trích dẫn cho tấm ảnh. Và cuối cùng, anh sẽ ngồi đếm lượt thích mỗi bài đăng của hai đứa." Ca sĩ bật cười. Suốt thời gian yêu nhau, Thắng Ngô không dùng quà cáp đắt đỏ để lấy lòng bạn gái, còn Hà Thanh Xuân thường xuyên mua quà tặng anh. Cô kể anh không thích mua sắm, trưng diện
Bao nhiêu lần gọi video anh đều mặc một kiểu áo. Thế là Hà Thanh Xuân đã sắm quần áo và đồ dùng sinh hoạt gửi về Việt Nam cho anh. Ba tôi và bà nội của Xuân đều tuổi cao sức yếu, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi đã qua một lần đò, Xuân cũng ở độ tuổi kết hôn, vì vậy chúng tôi không có lý do gì để chần chừ cả. Doanh nhân tâm sự. Vào tháng 4 vừa qua, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đã có dịp đi chơi xa. Anh giữ bí mật về chuyện cầu hôn bạn gái cho đến phút chót. Khi bên nhau, Thắng Ngô đã bất ngờ quỳ gối, đưa nhẫn kim cương và nói, làm vợ anh đi. Hà Thanh Xuân bật khóc, đồng ý vì thấy vị hôn phu đã khóc trước cả mình. Cô tâm sự, tôi không cần nhà 100 tỷ, chỉ vừa vừa là đủ rồi. Tôi chỉ cần nhà mười mấy tỷ, 20 tỷ là đẹp rồi, dọn dẹp cũng dễ. Tôi thấy người giàu thường rất cô đơn, nên tôi chỉ cần đủ là được, không ham giàu và cô đơn. Thời điểm hiện tại sự nghiệp của tôi đã ổn định nên tôi muốn trở thành người phụ nữ của gia đình lấy chồng sinh con. Mọi khó khăn trong cuộc đời tôi đều đã vượt qua. Tôi nghĩ mình sẽ làm tròn vai trò người vợ, người mẹ, đồng thời lo được công việc sự nghiệp. Tôi hoàn toàn đảm nhiệm được cả hai vai trò. Ngày hôm nay là ngày tôi tròn 34 tuổi, đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Giờ đây Xuân đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, một tri kỷ để chia sẻ mọi khoảnh khắc buồn vui thăng trầm trong cuộc sống. Two is better than one. Xin phép Xuân được là cô gái hạnh phúc nhất trong ngày đặc biệt này của mình nhé. Nhiều người chạnh lòng cho vợ cũ của ông vua cá coi, chị Thanh Đào, vì chị đã ở bên cạnh Thắng Ngô trong suốt hơn 10 năm qua, từ ngày anh bắt đầu lập nghiệp cho đến bây giờ khi đã thành danh. Bên cạnh những lời chúc phúc cho nữ ca sĩ hải ngoại và ông vua cá coi, nhiều khán giả động viên vợ cũ đại gia cá coi sớm vượt qua được cú sốc tâm lý, sớm tìm được bến đỗ cho mình. Vợ cũ trông rất hạnh phúc, đạo đức, chị xinh đẹp, đằm thắm và thông minh, sâu sắc, chu đáo và giàu lòng hy sinh. Anh chị lên chương trình này cách đây 2 năm, thế mà. Chị rất mạnh mẽ, mình tin mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị. Một khán giả bình luận. Nhìn lại hình ảnh của người vợ, thấy hình ảnh của nhiều người phụ nữ trong đó, đó là chịu đựng hy sinh, hy vọng chị vợ cũng được hạnh phúc. Không đau lòng chị nhé. Người vợ rất tốt, rất bản lĩnh, nhưng ai rồi cũng đổi thay. Mong chị sẽ tìm được hạnh phúc mới và bình an. Chị có một tình yêu vô cùng to lớn với chồng của mình. Chỉ có thể vì yêu nhiều, thấu hiểu nhiều mới có thể có sự hy sinh lớn như vậy. Đó là một vài bình luận của những khán giả